16 cân nha. 16 cân đổ nùi má cá cho em. Con này hiệu HM này. Chất này rất là mát luôn, những cái váy như này rất mát luôn. Con này size lớn nha, size 28 cân nha. 28 cân đổ xuống mang vừa cái con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má hồng nha. 28 kg đổ xuống mang vừa má hồng 30.000 này. Ôi cái quần này yêu quá này. Nhà bạn nào có con 9 8 10 cân này. 8 đến 10 cân mang vừa cái quần này cho bé trai nha. Ai lấy cái này chốt sọc đỏ cho em này. Thích đấy. Má sọc đỏ nha. Quần chip này, quần chip quần tem luôn nha. Chip còn tem luôn, đằng sau có một cái hình em bé này, em bé có cánh nha. Ôi con chip này đẹp cực luôn nha. Đây nó là quần rồi nhé các bạn, chứ chẳng phải chip đâu. Cái này đẹp quá này. Cái này size cho bạn nào mà tầm 12-13 kg đổ lùi mang vừa cái này nha. 20.000 này, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má chip nha. 20.000 má chip nha. Sọc đỏ Khánh này, Khánh Huyền này. Cái chip ấy hơi bị đẹp luôn đấy. Quần sóc cho bé tiếp này. Quần này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 15 cân cho đến 18 cân nha. 15-18 cân mang vừa. Quần này cho bé gái, bạn nào lấy chốt cho em má sóc nha. Má sóc này. Áo vàng này vai cánh tiên nha. Size 120 ạ. Con này, à đâu size 101 em nhìn nhầm. Size 101 nha. 18 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy chốt vàng cho em nha. 18 cân mang vừa má vàng này. Cái này là cái quần nha các bạn nhé. Nó là cái quần nhưng mà nó làm thành tầng như này này. 25 cân. 25 cân cho đến 28 cân mang vừa má tầng cho em nha. Má tầng này. Hết. Hết váy rồi. Quần này hiệu Adidas này. Quần này hiệu Adidas nha, size cho bạn nào mà tầm 30 cân đổ xuống nha. Bạn nào lấy cái này chốt hiệu cho em nha. Chốt hiệu cho em này. Quần nhiều à? Chẳng ai thích quần. 10 cân, 11 cân mang vừa má 10. 10, 11 cân mang vừa má 10. Đây này, toàn quần đẹp mà size 15, 16 cân à. Quần này size cho bạn nào mà tầm 15 cân, 16 cân đổ lùi này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má sữa nha. 15-16 kg mang vừa má sữa này. 10 cân mang vừa má xanh này. Chân váy nha. Chân váy 18 cân đổ xuống mang vừa má bi này. Cái này là cái quần nha. Đây là cái quần này. Quần này size 100 nha. 14 cân đến 16 cân. Đây là cái quần này đẹp này. Con nhà heo vừa này. Ai để cái quần này chốt cho em má đỏ nha. Chốt em má đỏ này. Size 130 nha. 25 cân đổ xuống mang vừa cái áo này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má bèo nha. Chốt em má bèo này. Quần này cho bé trai 10-11 kg mang vừa má hình nha. 10-11 kg mang vừa má hình này. Sữa của Khánh Nguyên này. Mười hai mười ba cân mang vừa má ba lỗ nha. 12-13 cân mang vừa má ba lỗ. 18 con này 16-18 kg mang vừa má 110. Ô hai cái quần gấu này giống nhau à? Không phải, khác nhau. Quần gấu này 12-13 kg mang vừa má gấu cho em nha. 12-13 kg mang vừa má gấu này. 13-14 kg mang vừa má hoa. 13-14 kg mang vừa má hoa nha. Má đỏ. Cái này hơi bị đẹp luôn. Cái này mà bà kia bà không chốt bằng váy von đấy, chất sướng cực luôn. Duyên nha. Cái quần này quá đẹp luôn. Gấu của Khánh Huyền này. Bèo là cái gì không biết. Bèo là cái này đúng không Duyên ơi? Hay cái này mà áo? Phải cái này không Duyên ơi? Đúng thì ok nha. Quên rồi. Tại chị quên sửa mã rồi.
Con này nha, 12 kg đổ xuống mang vừa má hồng nha. 12 kg đổ xuống mang vừa má hồng. Quần sóc nha, cho bé này, 12 cân đổ xuống mang vừa nha. Ai lấy chốt hoa cho em nha. Chốt hoa cho em, chốt được con má hồng này nó bị rách rồi. Cái hồng này bị rách rồi, bỏ nha các bạn nha. Má hồng bỏ này. 120, 120 là cái quái gì không biết. Con này 130 mà. 101. Sao cứ 120, 110 là cái gì đấy? Hồng của chị Xuân Diệu này. Cái này à? Cái này là chị tưởng chị đồng mã xanh chứ. Hay mà mã 110 rồi, đúng rồi. Cái này có duyên mã 110 này. Rồi thì cái này nữa này. Cả cái này nó đúng không? Cái váy này size 90 nha, 12 với 3 kg mang vừa cái váy này nha. Vải rất là mát luôn nha. Màu của nó là màu xám như thế này nha mọi người, màu kiểu màu xám xanh than, màu tím tím kiểu gì ấy. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã váy nha. Chốt cho em mã váy nha. Vâng, mã hồng rách em bỏ ra rồi mà. Chị từ nãy giờ có cái nào đâu. À, cái hồng rách bỏ ra rồi. Thế cái quần hồng này là không lấy gì? Quần hồng này đẹp này không lấy à? Quần hồng nhá, size cho bé 12 với 3 kg mang vừa quần hồng này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt hồng cho em này. Chốt hồng cho em này. Con này hiệu HM size 80 nha, 10 11 kg mang vừa cái này nhá. Ai lấy cái này chốt hiệu cho em nha. 10 11 kg mang vừa má hiệu này, váy của Như Quỳnh này. Như Quỳnh này. À, rồi ok, quần hồng của Như Quỳnh luôn này. Cái áo ba lỗ này cho bé cũng hàng hiệu HM nha. Con này size 90 này. Size 90 hiệu HM nha. 12 cân 12 cân nha. 12 cân mang vừa cái này con gái. Bạn nào lấy cái này chốt ba lỗ cho em nha. Chốt ba lỗ này. Cái này size 80 nhưng mà form lớn nha. Form này phải form 90 nha. 12 cân 13 cân mang vừa. Ai lấy chốt hồng cho em nha. 12 với 3 kg mang vừa má hồng. Con này size 8 cân cho đến 11 cân mang vừa. Bạn nào chốt mã gấu cho em nha. 8 11 kg mang vừa mã gấu này. Maxi cho bé này. Maxi này cho bé nào mà khoảng độ tầm 15 16 kg đổ lùi nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã dây nha. 15 16 kg mang vừa mã dây này. Áo hồng có Như Quỳnh này. Váy này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 22 kg nha. Con này là áo chứ không phải là váy đâu nha mọi người nhé. Áo này mặc với quần short bò ấy. 22 22 cho đến 25 kg mang vừa nhé. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã váy nha. 22 đến 25 kg mang vừa mã váy này. Má dây của chị Nhung nha. Con này nó là váy lanh nha chị nhé. Mặc rất là mát luôn. Sơ mi cho bé trai này 13 cân này. Cái này cho điên cỗ kiếp gì đều được này. 13, 14 cân mang vừa con sơ mi này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má sơ mi này. Má sơ mi này vải mềm lắm nha. Má sơ mi 30.000 nha. Sơ mi 30.000 nha. Quần short cho bé trai này. Size 80, 10, 11 kg này. 10, 11 kg mang vừa quần short này cho bé trai nha. Bạn nào lấy cái quần short này chốt cho em má short nha. Chốt má short cho em này. Chân váy này. Size 14-16 kg nha. Chân váy 14-16 kg mang vừa má đen cho em này. Má đen nha. Váy này hiệu HM size 101 này. Hiệu HM size 101, 18 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy cái này chốt cho em má bi cho em nha. 30.000 má bi này. 30.000 má bi nha. Shop của Quỳnh này. À shop của Khánh này. Shop của Khánh nha.
một 30, 22 25 kg mang vừa má cốm nha. 22 25 kg mang vừa má cốm này, sơ mi của Duyên này. Mười ba mười bốn ký mang vừa nha, má cá nha. 13 14 ký mang vừa má cá này, bé trai nha, hiệu Yuli Quilo, size 130 này, chất này sướng này, size 130, 25 ký đổ xuống mang vừa. Ai lấy chốt cho em má xe nha, má xe này. Con này size cho bạn nào khoảng độ tầm 13 cân đổ xuống mang vừa má tim nha. 13 cân đổ xuống mang vừa má tim này, 12 cân đổ xuống mang vừa má bọ này. Con chip bèo này rất nhiều là đẹp luôn nha mọi người nhá. Chip bèo này nó màu đen này, nó để các bạn nhìn, không biết nhìn màu đen ở trên này nó có rõ không nhá, cái chip bèo nha. Chip bèo này size cho bạn nào mà tầm 12 kg đổ xuống nhá. Mặt trước mặt sau nó đều làm bèo hết nha. 12 kg đổ xuống là mang vừa cái chip bèo này. Bạn nào lấy chốt đen cho em nha, 15.000 má đen này. Ồ, con này size 130 đẹp dã man này luôn nha. Này, rất mới luôn này. Mấy con size 130 này rất đẹp luôn. Size 130 nha, 25 kg đổ xuống mang vừa. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má xanh nha, má xanh này. Size 90 này, 11 12 kg mang vừa má sọc này. 14 16 kg mang vừa nha, má trắng nha. 14 16 kg mang vừa má trắng nha. Má đỏ này. À, má đen chứ. Má đen của Như Quỳnh trước nha. 15.000 này. Chip hết rồi, xanh của chị Nhung này. Xanh của chị Nhung này. Chip hết rồi em ơi. Hết rồi nha. Chân váy à, cái quần nha. Quần này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 18 cân nha. 16 18 cân mang vừa má hoa cho em nha. Ủa, con này đẹp quá, chất bằng nhung nha mọi người ơi. Con này là chất nhung tâm nha, hiệu HM nha. Size con này có size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 7 cân cho đến 11 à đâu, lại 11 cân. Con này 8 cho đến 11 ký nha. Đây. 8 đến 11 kg mang vừa con này nha, chất nhung tâm nha, rất nhiều xinh luôn. Đấy là có cái nơ này. Đấy. Ai lấy con này nha, chốt cho em má xinh nha, 40.000 má xinh, con này quá đẹp luôn. 40.000 má xinh nha. 13 cân đổ xuống mang vừa má hình này, chất này mát lắm này. 13 cân đổ xuống mang vừa má hình. Trời ơi, cái quần bò này. Quần bò này chất sướng rất là sướng luôn. Con này nó phối nha. Má xinh của chị Xuân Diệu quá đẹp luôn. Đây nha, cái quần nó phối như này nha. Quần này là size cho bạn nào một size 95, 13-14 kg này. 13-14 kg mang vừa cái quần xốp bò này nha. Ai lấy cái này chốt bò cho em nha. Chốt bò cho em này. Bò nha. Cái này của con gái rồi em ơi. Cái này là của con gái nha Khánh ạ. Má xinh em hết rồi nha. Ôi, đau hết chân. Con này size cho bạn nào một khoảng độ tầm 13-14 cân mang vừa má hoa nha. 13-14 cân mang vừa má hoa. Quần này còn Duyên nha. Con gái, chị bỏ ra rồi. Chốt cho Duyên rồi. Áo này sơ bạn nào này, áo này mặc ôm sát body nhưng mà nó rất là thoải mái, tại vì co giãn eo đâu thì da giãn ra đến đấy nhá. 13-14 kg mang vừa má xe nha. 13-14 cân mang vừa má xe. Gái bỏ đi. Chốt sang cho chị Huỳnh Ngọc nha. Chốt cái quần bò này sang cho chị Huỳnh Ngọc. Con này size cho bạn nào mà 16 cân này. 16 cân, 16 cân, 17 cân mang vừa má tím nha. 16, 17 cân mang vừa má tím này. Rồi con chip đẹp thế này mà nó lại bị bẩn nha. Về các bạn giặt nhé các bạn nhé. Về mọi người giặt đi, con chip bèo này đẹp quá này. Cái chip này size cho bạn nào mà tầm 10 cân này. 10 cân cho đến 12 cân mang vừa nha. 10.000 này, ai lấy cái này chốt số 10 cho em nha.
10.000 mã số 10 này. Một cái yếm váy bò nhá. Yếm váy bò này nó đề size 80 nhưng form này size 80 em sợ mặc rộng đấy. Con này khoảng độ tầm 12 cân, 12 13 cân đổ lại nhá. 12 cân thôi. 12 cân đổ xuống mang vừa con này nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã yếm nhá, nó là yếm sọc như này này đấy. Bà nào lấy chốt yếm cho em nha. 10 chốt chị Xuân Diệu nha. Con này size 95 này, 13 cân đổ xuống mang vừa mã vàng cho em nha. 13 cân đổ xuống mang vừa mã vàng này. Con này hàng hiệu của Cutter nha. 15 16 cân mang vừa mã cam. Quần này 15 16 cân mang vừa mã quần nha. Cái quần này 15 16 cân này. Cái quần cam phối với cái áo qua cam này đẹp quá này. Nó đều có sọc cam như nhau này. Hả? Phối được đấy. Con này 15 cân này, mã cam cho em nha. Mã yếm này mã 10 hết rồi nha. Đâu em xem mã yếm nào. Mã yếm này của Như Quỳnh nha. Nhường con gì đấy? Nhường con gì thì cứ thông báo luôn nhá. Mã gì đấy? Mã yếm à? Mã yếm này của Như Quỳnh trước này. Yếm của Như Quỳnh này. Quần nợ đấy biết. Trời ơi cái quần đẹp chưa này. Quần này size 6 này, 22 cân nha các bạn nhá. Con này 22 23 cân mang vừa cái quần short này nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã cá nha. Chốt cho em mã cá nha. Nhường quần bò nữ đấy á, nhường á. Thích cái nào nói nhá chị nhá, thích cái nào nói nhường cái nào thì báo nhá để em nhường sang cho luôn nha. Đây, cái này nó như thế này nha các bạn, nó là áo dưới mặc quần short nhá, xong mặc cái này nó phủ ra xuống như thế này này, nó xinh quá này, con này tiệu quá. Nhưng con này lớn quá. Con này size lớn nha. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 20 quên em xin lỗi, con này phải 30 cân nha. 30 cân mang vừa con này, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã điệu nha. 30 cân mang vừa mã điệu nhá. Nhường cái quần bò con gái gì. Đúng thì ok nha. Con này hiệu Uniqlo này. Size 120 nha. 22 cân mang vừa cái này, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã hoa nha. 22 cân mang vừa mã hoa. Con này size cho bạn nào 22 cân nha. 18 22 cân mang vừa mã short này. 18 22 cân mang vừa mã short này. Rồi, cái này chốt sang cho chị Xuân Diệu này. Rồi nha, chốt Xuân Diệu nha. Ôi toàn quần đẹp như này này. 25 cân. Con này hiệu Uniqlo nha, con này chất đẹp lắm. 25 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã short nha. Chốt em mã short này. Một cái váy 2 dây nha. À cái áo ạ. Áo 2 dây cho bé nha. Con này size cho bé 3 tuổi, 13 cân. Con này nha, 13 cân, 14 cân mang vừa. Ai lấy chốt cho em mã dây nha. 13, 14 cân mang vừa mã dây này. Ơ sao cái này có 2 chiếc. Ơ cái này có 2 cái các bạn ạ. Đây này, đây cái nữa này. 2 cái này. Ôi thế thôi, chẳng bán nữa, hai cái này để dành cho hai đứa con nhà em. Ôi nhưng mà nó bằng size nhau à? Bằng size nhau. Một con ngắn hơn tí thôi để dành cho hai đứa con nhà em. Mặc cái hiệu HM này nó mát. Nó mát thôi, mát luôn, một cái dài một cái ngắn thôi để cho hai đứa con.
mặc cho nó mát. Cân nha, 38 cân đổ xuống mang vừa má đỏ cho em nha. 38 kg đổ xuống mang vừa má đỏ này. Xem còn cái váy bác Hoàng nữa không này. Giờ nó rút hết ở đâu rồi ấy. 14 cân đổ xuống mang vừa má cá cho em nha. 14 cân đổ xuống mang vừa má cá. Con này mới đét luôn này. Lại để em hai cái này. Hai cái đấy mọc mát. Đang muốn để dành. Con này nhá, size 100 nha. Bà nào lấy chốt má 35 cho em nha. Chốt má 35 cho em. Cái này không phải nó bị làm sao đâu nha. Đây là nó hình một cái con gì nữa đây này. Chứ nhìn xa này mọi người lại tưởng nó bị lỗi. Không phải đâu, nó là hình con gì đấy. Con này rất mới luôn, rất thể thao. Nhưng mà con nhà em có vừa không? Xem nào. Một con size 120. Một con size 101 vừa không? Áo 3 lỗ 35. Rồi, 3 lỗ 35 này có duyên này, 25.000 này. Hai cái này có lấy không? Một cái 101, một cái 102. Vừa đấy, có vừa không? Vừa thì vừa thì rồi ok. Like, có lấy lúc like trước thì chẳng ai lấy. Quần này cho bạn nào 13-14 kg mang vừa má hoa nha. 13-14 kg mang vừa má hoa này. Size 90 nha. 12-13 kg mang vừa. Bạn nào lấy chốt mèo cho em nha. 12-13 kg mang vừa má mèo nha. Trời ơi, sao nó lại to. Cái đống này nó đè hết lên. Toàn cái váy hết lên. Móc đâu ra nữa, nai hết rồi. Làm gì con hôm nay rồi mà. Con này nhá, vai nó như thế này nhá. Con này size cho bạn nào khoảng độ tầm 13 cân đổ xuống mang vừa má hồng cho em nhá. 13 cân đổ xuống mang vừa má hồng này. Mười cân mang vừa má sót nha. 10 cân mang vừa má sót. Một em chip tiếp. Rồi con này quá đẹp luôn nha các bạn nha. Nó chip này. Đấy. Diêm rúa rúa này. Chip này nha. Hàng hiệu của Cutter luôn nha các bạn nha. Con này size cho bạn nào mà tầm 10, 11 cân, 12 cân mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt hồng. À này. Chốt hồng cho em nha. 20.000 má hồng này. 20.000 má hồng. 18 kg đổ xuống mang vừa má váy cho em nha. 18 kg đổ xuống mang vừa má váy. Con này nha, nó thêu như thế này nhá. Xinh cực luôn. Con này có chip ở bên trong này. Cho chị, để cho chị sân rượu con này này. Sóc của heo này. Heo ơi, sóc nào mà em, con nhà em vừa. Heo ơi, con này nhà em làm sao vừa được. Con nhà em 16 cân, 15-16 cân mà. Sao vừa được con này? Con này có 10 cân thôi. Nếu lấy thì ok nha. Vừa em ơi. À không vừa đâu, con nhà hồng 11 cân rồi. Con nhà hồng 11 cân rồi mà cái cạp này nó không giãn đâu. Mấy lại hồng bạn ấy thích con, bạn ấy mặc thoải mái cơ. Chị sợ cái quà cạp nó không giãn không vừa đâu. Sóc này để cho Khánh Huyền thôi. Chứ con nhà em, chị sợ con nhà bạn Hồng đấy không, chắc không vừa đâu. Để cho Khánh Huyền nha. Váy của Duyên này. Rồi con này, con này để chị này. Nhá, để chị con này này.
Chân váy này size cho bạn nào mà tầm 14, à quên, em xin lỗi. Chân váy này 18 kg đổ xuống mang vừa má hoa nha. 18 kg đổ xuống mang vừa má hoa này. 10 cân này. 10 cân mang vừa má bò cho em, vải bò mềm nha. 10 cân mang vừa má bò này. 12 cân mang vừa má gấu cho em nha. 12, à đâu, 11, 12 cân đúng không? 11 cân đi. Đây này, cái này thì con nhà Hồng mới vừa này. Hồng hay thích cái kiểu áo thun nhẹ nhàng như này này. 11 cân đổ xuống mang vừa má gấu cho em nha. Má gấu này. Quần sóc này bé nào lùn lùn mẫm mẫm mặc hơi bị đẹp luôn nha. Quần sóc bò này này. Cái này hình như con nhà heo chắc vừa đấy. Xem nào. Quần này nha. Size cho bạn nào 14-15 kg mang vừa nha. Nó là vải bò mềm nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má bi nha. 14-15 kg mang vừa má bi này. Con này hiệu Polo nha. Áo hàng hiệu này. Con này hiệu Polo nha. Size cho bạn nào khoảng độ tầm 14-15 kg mang vừa. Ai lấy chốt hiệu cho em nha. Ôi, con này xinh quá này. Con này xinh này. Bò à. Bò của em là bò trước đúng không? Bò con gái mặc gì? Bò con gái nha, sau xoắn hình trái tim này. Con em không mặc được đâu nha. Bò nha. Đây nha của chị Xuân Diệu cái con này nha. Hiệu của Duyên này. Con gấu bùn đẹp hết không ai lấy à? Cái con này nha, size 80 này, 11 kg mang vừa má trắng cho em nha. 11 kg mang vừa má trắng này. Con này size cho bạn nào khoảng độ tầm 11 kg đổ xuống mang vừa má xanh này. 11 kg đổ xuống mang vừa má xanh. 11-12 kg đổ xuống mang vừa. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má 90 này. Má 90 nha. Ôi dồi, đọc lưng quá. Ngủ nhiều. Má bi này, bi, hết má bi rồi. Hết má bi rồi, má trắng. Má trắng của chị Xuân Diệu này. Ờ. Để cho chị cái quần này nữa này. Chị Xuân này, để cho chị cái quần này có thích không? Size 90 đấy. Này. Dưới này bèo, trên là vải bò nhá. Đấy ok nha, đẹp mà. 14-15 cân mang vừa má cô gái nha. 14-15 cân mang vừa má cô gái. Cái này con nhà Duyên vừa này, cái đứa thứ hai ấy. Má cô gái nha. Cái này nó là cái jean lê, như kiểu jean lê nhưng mà mặc mùa đông ấy các bạn ạ. Con này nó là gì nhỉ? Vải nhung, vải nhung. Con này size cho bạn nào tầm 12-13 kg mang vừa má nhung nha. 12-13 kg mang vừa má nhung ơi. Đau lưng quá. Con này size 18 cân đổ xuống mang vừa má vàng cho em nha. 18 cân đổ xuống mang vừa má vàng này. Con này cái cổ của nó bèo như thế này nhá. Trên hình áo là toàn con thỏ này. Con này size cho bạn nào mà tầm 12 cân, 13 cân mang vừa nha. Bạn nào lấy chốt hình cho em nha. Con này size 95 này, 13 cân đổ xuống mang vừa má váy này. Size 101, 18 kg đổ xuống mang vừa má 110 này. Mọi người không thích áo thun à. Áo thun mặc mát chứ. Áo thun này mặc mát này. Cái này size cho bạn nào 12-13 kg đổ xuống mang vừa má tim này. Chốt áo nhiều rồi chán áo rồi. Con này size cho bạn nào khoảng độ tầm 10-11 kg mang vừa nhá. Má xanh cho em. 10-11 kg mang vừa má xanh này. Đây, cái quần này đẹp này, con nhà Duyên với con nhà Khánh Huyền vừa cái quần này này. Quần này thích này. Quần này size cho bạn nào mà tầm 12-13 kg đổ xuống mang vừa nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em má sọc cho em nha. 12-13 kg mang vừa má sọc này. Ý, cái quần lâu này này, thích quá này.
Còn lâu là ống nó bom bom như thế này này, yếu quá này. Quần này nhá, size cho bạn nào mà tầm 10 size 90 nha, 12 13 kg này. 12 13 kg mang vừa cái quần này nhá, quần này đẹp quá này, bạn nào lấy chốt lâu cho em, quần này nó co giãn thoải mái lắm nha. Mã lâu cho em này, xanh xanh của trang ngoài anh nha. Chip này, chip này mặc thoải mái cực kỳ luôn cho bé nhá mọi người nhá, chip mới tinh luôn. Ai đấy này chốt chip cho em 12 kg đổ xuống mang vừa má chip cho em nha, 10.000 má chip này. Kẻ của Khánh Huyền này. Con này size 101 này, 18 cân đổ xuống mang vừa cái đầm này nhá. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má bi nha. 18 kg đổ xuống mang vừa má bi cho em này. Kẻ sọc Khánh Huyền này. Ô cái này theo con mèo nhà mình vừa nhỉ. Đích vừa cái cạp đích vừa. Cái này đẹp. Đích vừa. Chip của Duyên này. Cân 11 cân mang vừa, ai lấy chốt sọc cho em nha. 11 cân mang vừa mã sọc nha. Con này size cho bạn nào 101 102 nha, 18 22 kg mang vừa, bạn nào lấy chốt áo cho em này. Con này size 95 nha, 13 cân đổ xuống nó là váy bò nhá. 13 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy chốt cho em má bò nha. Chốt em má bò. Ô, cái quần này đẹp quá này, mới cứng luôn này. Quần này cho bé dai này, 10 cân nha, 8 đến 10 cân mang vừa má sao cho em nha, 15.000 má sao nha. 10 không vừa được đâu em ơi, nếu chị đã nhìn lại rồi, chị đang định bảo là cái quần này đẹp như thế này không ai chốt, đang định. Con nhà chị vừa chị ơi, con nhà chị vừa đấy chị Diệu ơi. Nó là size 90 đấy, em còn đang định nhìn lại một lần nữa, bảo là nếu ai không chốt đang định nhìn nữa là để cho đứa con gái nhà em, đứa thứ hai nhà em nhưng không vừa. Con nhà em bằng con nhà heo mà nhưng không vừa đâu em ạ. Để cho chị Diệu thôi, size 90 mà. Cái này em thích này, chất xứ thích. Sao của trang ngoài anh 10.000 này, mà 15 chứ. Trang ngoài anh này. Đâu? Cái này á? Cái này của bé nào trên 20 cân cơ? Chip này nhá, cho bé nào mà khoảng độ tầm trên 20 cân, tầm 22 kg đổ xuống nó co giãn thoải mái, chưa có mặc đâu nha mọi người nhá. Ai lấy cái này nhá, chốt cho em má chip nha. Chốt cho em má chip 10.000 này. Má chip 10.000 nha. Một cái váy cho bé này. Váy này thì con này nó là hàng hiệu Baby Gap size 90 nha. Con này nó mặc hở lưng như này nha mọi người nhá. Size 90 này, chất này mát lắm. 12 13 kg đổ xuống mang vừa này. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má điệu nha. Má điệu này. Quần này này, quần này của con gái nha. Ôi quần này mặc sướng luôn nha. Size 90 này. Quần này mặc quần ngố ấy, mặc đến bắp chân lắm. Size 90, 12 cân mang vừa này, ai lấy chốt hoa cho em. Cái này mặc sướng lắm, má hoa nha. Con này còn nguyên tem này, size 90. Con này size 90 không mặc đâu, con này phải 13, 14 kg cơ. 13, 14 kg mang vừa con này nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má đen nha. Má đen. Trời ơi, lại thêm cái chip nữa này. Chip rồi, ôi, xinh quá này. Trời ơi, ai có con gái này. Cái này mà mặc theo mặc cái áo dáng baby doll nó lắng ngắn ngắn lửng lửng tí, xong rồi mông to to tí, không mặc cái này trời ơi nhìn nó yếu ấy, yêu luôn á. Hoa của chị Xuân Diệu này. Chip này 10 cân cho đến 12 cân mang vừa nha. Ủa con này đẹp quá này. Ai lấy con này chốt cho em má đẹp nha. 15.000 má đẹp. Quá đẹp luôn. 10 12 cân thôi. Con nhà Duyên sao vừa. Có mua to thì được thôi. Đen. Đen của chị gì nhỉ? Nại mắt mũi Nhung Nguyễn này. Ơi.
Mèo á? Mèo vừa. Từ từ xem nào. Rồi, má đẹp này. Chị Xuân nha. 15.000, trời ơi. Quá là rẻ luôn. Cái quần thun này 10 cân nha. Quần thun cho bé 10 cân mang vừa này, 15.000, ai lấy chốt cho em má thun nha. 15.000 má thun này. Áo cho bé dai này, 13 cân đổ xuống mang vừa má sọc này. Ôi cái quần sóc này đẹp quá này. Quần sóc này con nhà heo vừa này em ơi. Hai bên lơ nha, cưng quá này. Quần sóc này cho bé nào mà tầm 14-16kg mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má lơ nha. 14-16kg mang vừa má lơ. Quần này đẹp này, má lơ nha. Thun 15.000 của Trang nha. Trang ngoài anh này. Sọc. Cái này chị đọc má gì? Má sọc à? Má lơ à? Duyên này. Cái bộ yukata này nó là một bộ luôn nha mọi người nha. Để em xem nó size bao nhiêu. Bộ này size lớn rồi. Size 101 cơ. Size 101 nha. 18kg đổ xuống mang vừa cái bộ yukata này nhá. Ai lấy cái này nhá, chốt cho em mã bộ này. Chốt cho em mã bộ nha. Má bộ này, 50.000 má bộ này. Quần nha. Quần này, xuống thành chân váy nha. Con này size cho bạn nào 18-20 cân mang vừa má váy nha. 18-20 cân mang vừa má váy này. Quần thun giống như cái quần cân nẫy này. 10 cân nha, 10 cân cho đến 12 cân mang vừa cái quần này nhá. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má thun nha. Má thun này, 15.000 má thun này. Ôi dồi ôi, cái chân váy này yêu quá này. À cái quần, các bạn là cái quần như là nó là quần ống bom ấy. Dưới nó sun này này, yêu quá này. Váy của Duyên nha. Váy à. Cái này nhá, size cho bạn nào mà khoảng độ tầm size 101 18kg nha. 18kg đổ xuống mang vừa cái này, ai lấy cái này nha, chốt cho em má quần này, chốt em má quần nha. 18 cân đổ xuống mang vừa má quần. Con này size cho bạn nào 14 15kg mang vừa má bò nhá. Dưới này nó là vải bò mềm nhá mọi người, ống tay cũng thế nha. 14 15kg mang vừa má bò này. Đây toàn là quần hết nhá các bạn nhá. Nó quần nhưng mà nó như cái váy luôn ấy. Mặc lên nó như cái váy luôn ấy. Quần này size 120 này, 22kg đổ xuống mang vừa má 120 này. Cái này size cho bạn nào mà tầm 11 cân đổ xuống mang vừa má sọc đỏ nhá. 11kg đổ xuống mang vừa má sọc đỏ này. Váy này size 80 nhưng form 90 nha. 11-12kg đổ xuống mang vừa má váy cho em nha. 11-12kg mang vừa má váy này. 13 cân đổ xuống mang vừa má xanh nha. 13 cân đổ xuống mang vừa má xanh. Ui, còn sóc này. Sóc này nha. Cho bạn nào mà khoảng độ tầm. Quần sóc này cho bạn nào size 101 nha. Size 101, 18 cân mang vừa này, má cam cho em nha. 18 cân mang vừa má cam này. Má váy của chị Xuân Diệu này. Váy của chị Xuân Diệu nha. Quần sóc cho bé này. Size 90 này. Quần sóc này size 90 nha, nhưng form này form nó lớn hơn đấy các bạn ạ. Con này phải bạn nào mà tầm 14 cân, 15 cân mới mang vừa nhá. Ai lấy chốt đỏ cho em nha. 14, 15kg mang vừa má đỏ này. Quần sóc này đẹp này. Quần sóc này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm
10 cân cho đến 12 cân mang vừa. Ai lấy cái này chốt shop cho em nha. 10 12 kg mang vừa má shop cho em này. Hôm nay mọi người ai thấy chán áo thun hay sao? Con này hiệu của Nike nha. Size 15 16 kg mang vừa má đỏ cho em nha. 15 16 kg mang vừa má đỏ này. Cái này của heo nha. Size 90 cho bé gái này. 12 13 kg đổ xuống mang vừa má hoa nha. 12 13 kg mang vừa má hoa này. 10 11 cân mang vừa má sọc này. Mười một cân mang vừa má đen này. Cái quần này này bên dưới nó nằm bèo như thế này nhá. Quần này size cho bạn nào nó là chấm bi đấy. Size 80 đấy ạ. Nào. Size 80 11 ký đổ xuống mang vừa cái quần chấm bi này nhá. Bạn nào lấy chốt cho em má bi này. Chốt em má bi nha, má đen của Trang nha. Vừa, nó mặc co giãn đấy em ơi, 2 tuổi thoải mái. Bụng nó có to không? Con này size 95 này, nó là gen nha, rất nhiều điệu luôn nha. Đằng sau này nó còn hò như thế này này, đấy. Con này điệu đà lắm. Size 95 này 13 kg đổ xuống mang vừa nha. Con này thơm nức luôn, thơm nức như mùi nước hoa ấy. 13 kg đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy cái này chốt má 95 cho em. Con này xinh quá này. Má 95 cho em nha. Quá đẹp con này luôn. Quần thun này, mấy bạn thích kiểu quần thun này, quần con hổ này. Quần thun này 13 kg đổ xuống mang vừa. Ai lấy chốt hổ cho em nha. 15.000 má hổ này. Cái áo tế đẹp đấy. Bạn nào vừa thì lấy đi. Quần này size cho bạn nào 12 13 cân đổ xuống size 90 này, má hồng cho em 15.000 má hồng nha. Này quá đẹp luôn. Nếu không vừa mai chị xả cho, mai chị cho xem mai chị mặc vào con bé con chị cho chị xả nó thì nó chỉ size tầm 14 15 cân gì đấy nhưng bụng mà to thì chắc chị sợ hơi không vừa. Nhưng mà cái vải nó giãn để mai nó mặc lên xem thế nào. Thu Thủy này. Con trai. Bé trai nha. 10 cân này. 10 cân 12 cân mang vừa má cá nha. 15.000 má cá này. Sơ mi này cho bé size 101 nha. 18 cân đổ xuống mang vừa má sơ mi cho em nha. 18 cân đổ xuống mang vừa má sơ mi này. Cái quần váy nhá. Quần váy này size cho bạn nào 12 cân cho đến 13 cân mang vừa má bi nha. 12 13 cân mang vừa má bi này. Quần cá này của Trang nha. 95 má chị ơi, 95 của chị Thu Thủy nha. Hết má cá rồi. Chẳng ai thích quần sao thun. Áo mua nhiều rồi giờ ra chê áo. Con này nha, 12 kg đổ xuống mang vừa má gấu cho em nha. 12 kg đổ xuống mang vừa má gấu này. Con này size cho bạn nào 12 13 cân đổ xuống mang vừa má sọc. Con này đẹp này. Má sọc cho em nha. Quần này 22 kg đổ xuống mang vừa má tím này. Nhà bạn nào có bé cho mặc đi học này. Quần này là quần của học sinh mặc đi học đấy. 18 cân đổ xuống mang vừa má đen nha. Chị không nhìn thấy món nào luôn. Có lấy trước chị đấy chị ơi. Nên trước. Size 120 này, 22 kg đổ xuống mang vừa cái quần này nha. 22 23 kg quần này đẹp này. Ai lấy cái này chốt chốt cho em má đỏ nha. Chốt cho em má đỏ này, má sóc là cái khỉ gì không biết. À má sọc. Rồi cái này là của Khánh Huyền này. Cái này chất đẹp đẹp lắm. Mặc thấm mồ hôi và mặc mắt rượi luôn.
Quần này cho bạn nào mà tầm 10 cân cho đến 12 cân mang vừa cái quần này nha. 15 nghìn, ai lấy chốt má 15 cho em nha. 15 nghìn má 15 này. Chưa? Sơ mi 10 cân này. 10 cân, 11 cân mang vừa, ai lấy cái này chốt má sơ mi cho em nha. 11 ký mang vừa má sơ mi này. Con này nó lỗi tí ở ống tay này nhá. Bán rẻ các bạn 15 nghìn này, ai lấy cái này nha, chốt má sơ mi cho em nha. Mười lăm của Trang này. Chưa. Quần này á, đạt vừa. Không nhìn cái cạp. Vừa. Con này size 100 này. Sơ mi vải đũi nhưng mà rất là mát luôn. Size 100, 14, 15 kg. Mang vừa con này, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em á sơ mi. Hình như cái áo này con ấy có cái sơ mi lúc đầu em có nai một cái như một con gái. Như áo đôi ấy. Đâu mất rồi ấy. Gãy hết người rồi. Quần shop cho bé gái này, 22 kg mang vừa má hồng này. Hôm nay chắc được nghỉ sớm rồi. Hết rồi. Giờ còn đọc cái áo với lại styling tá linh tinh nữa. Mọi người lại đếch thích. Mười cân, 11 cân, 15 nghìn má đỏ. 11 cân mang vừa, 15 nghìn má đỏ này. Sơ mi của Khánh Huyền này. Cái gì? Ai? Nó mới đây mặc quần bò cho. Sắp mặc. Quần này đẹp luôn, chắc gì đã mặc. Lại còn bo gấu như thế này, ông ấy chả kêu nhằng cái mồm ông ấy lên. Chị còn áo phông váy bé em mà. Áo phông 16 cân chị đầy thế. Chị toàn áo, chị còn đang ế cái áo phông ấy. Đang ế của áo phông này, váy thì chị không còn nữa nhưng mà áo phông thì chị còn mà. Ai thích cái này chốt cho con mặc hơi bị đẹp luôn. Đang tính để cho thằng con trai lên nhưng mà thằng con trai nhà tớ nó mà có cái của cái bo ở chân như thế này nhá là nó không bao giờ mặc. Mà thứ hai là nhìn thấy quần dài nhá, chạy vùng quanh nhà luôn, không mặc quần dài. Quần này chất sướng lắm, nó là quần bò nha các bạn nhá, quần bò. Con này size cho bạn nào 14 cân nhá. 13 14 ký mang vừa nhá. Quần ống bo này hơi bị đẹp luôn. Ai lấy cái này nhá, chốt cho em mã dài. Mã cái này đẹp lắm này. 30.000 mã dài, quá đẹp cái quần này luôn. Đang tiếc thằng ấy hối ấy, nó không mặc đâu. Cái này nhá, 14 cân này. 14 cân cho đến 15 cân. 14 cân, 15 cân mang vừa cái chip này nhá, chip đùi này nhá. Ai lấy cái này nhá, chốt cho em má chip này, chốt em má chip này. Quá đẹp luôn. Cái này không phải cái chip đâu, nó là cái quần nha các bạn nhá, cái quần đấy. 20.000 mã quần, mã chip này, cái này đẹp này, mã chip nhá. Má dài nha. Dài của Trang Hoài Anh nha. Dài của Trang Hoài Anh này hết rồi. Sơ mi bò này, áo 16 cân bé gái á. Lấy rõ ràng chị nên đầy áo, nào thì eo xa, nào thì áo bé hình cô gái các kiểu, nhưng mà không thấy ai chốt. Con này nha, size cho bé nào mà tầm 11 12 kg đổ xuống mang vừa má bò cho em nha. 11 12 kg đổ xuống mang vừa má bò. Mổ rồi đó chứ thế. Body chip cho bé này, hiệu Oscode này. Size 9 cân cho đến 11 kg. Cái này mới cứng luôn. Ai lấy cái này chốt chip cho em, mới cứng luôn, hàng hiệu luôn nha. Má cứng à, má mới cho em. À má gì? Mã body đi. Chip của heo này. Váy đẹp, chất mát này. Ờ rồi ok. À các bạn nhìn là những cái quần này đẹp, rất là đẹp luôn. Trời đất ơi.
14 15 cân mang vừa nha, bạn nào lấy cái này chốt dây cho em nha. Bò hết rồi còn đâu nữa. Chị ơi bò hết rồi. Con này 14 cân mang vừa má thỏ này. Con này size 120 rồi, bạn kia bạn tìm. Tìm con gái size 16 cân cơ. Đây nha, 14 15 cân mang vừa má trắng này. 14 15 cân mang vừa má trắng. Con này 13 cân mang vừa này. 12 13 cân mang vừa má 68 nha. 12 13 cân mang vừa má 68. Hết rồi. Con này size 90 má đỏ cho em nha. Size 90 má đỏ chất này thích này. Có giãn thoải mái nha, size 90 má đỏ này. Hết. Giờ chỉ còn ế con trai là nhiều thôi. Con gái cũng rất chi là nhiều. Mười bốn mười năm cân mang vừa má đen. Hết rồi mọi người ạ. Hết sạch sành sanh xanh rồi. Còn thì vẫn là mới trăm không. Còn bây giờ nó hiện tại bây giờ nó còn khoảng độ tầm chắc phải còn tầm 500 con nữa. Lên lên bé trai hả? Bé trai bao cân em ơi? Thôi, con trai nhà em size 130 gì mai chị nhặt cho, mai rảnh chị nhặt cho. Mặc size 130 hay size 120 đấy mai chị nhặt cho. Ô, con cừu này con trai này thích như này. Đấy, cái này chất sướng lắm này. Size 130 này, 22 25 kg mang vừa này, ai lấy cái này chốt cừu cho em nha. Chốt cừu cho em này, chất sướng lắm. Mai chị nhặt cho size 120 hay size 130. Còn inbox qua bảo chị nhặt cho. Mai chị soạn cho. Hiện tại bây giờ quần và áo bây giờ nó còn khoảng độ tầm 500 con liền chứ không phải ít, nhưng mà toàn cái bọn như thế này thì mọi người không thích này. Đấy. Ở đây vẫn còn thằng nữa này. Này, cái này với cân đấy, cái mua với cái cân đấy bán rẻ cho ai bảo nó bị bẩn bán 10.000 này, con này thì sạch này, con này không bẩn này. 18 cân á, 18 cân em cho con mặc là size bao nhiêu? 18 cân thì chỉ mặc được size 101 thôi. 32 cân á? Cũng có. 32 cân size 140 đi, chỉ có 140 thôi chứ nếu mà size 130 thì lại bị nhỏ. Áo em cầm hả? Ok. Nhiều áo lắm. 18 cân lại 32 cân có quần. Ok chị. Đây nhá, cái quần bèo này nhá, quần vải bò mềm vải vải thun nhưng vải thun ấy. Cái này nhá 15.000 luôn này. Size 90 nha, 80 90 gì đấy. Xem lại nào. 90 nha. 12 cân, 13 cân mang vừa này, 15.000 này. May quá không xem được á. Có lô nha em ơi. Có lô. Thích mai mai nhặt cho khách ít size áo 25 cân à quên mất. 18 cân đến 32 cân xong thích chị hạ lô cho. Có lô 4.000 đấy. À, nhưng mà khách đang hỏi cái lô đấy chẳng biết chốt chưa, từ chiều chưa tối giờ chẳng xem. Bò của chị Xuân Diệu này, con này của chị Nhung Nguyễn này. Ai có yêu cầu, ai có yêu cầu nô gì hay là nhặt cái con gì thì cứ bảo em nha. Có em ơi, có cái lô 4.000 chị vứt ở ngoài cửa. Xuân Diệu này. Lô 4.000 đấy 700 con cơ. Tính giả có 2 triệu 8. Gần một kiện hàng mới có 2 triệu 8. Rồi xem còn thằng nào nữa không nhỉ. Con này hàng hiệu của thể thao này. Con này size 120 nha. Size 120 18 22 kg mang vừa con này nha. Mới cứng luôn con này, ai lấy chốt đen cho em nha. Đây quần đẹp này. Quần to. Nô nhí đào đâu ra?
nó cứ lộn xộn thôi em ơi, chứ đấy đào đâu ra được, toàn bộ nhí không đào được đâu. Đây là quần, cái quần 18, quần 20. Ôi mai chị nhặt cho. Cái gì nhỉ? Hà Ngọc ơi, mai chị nhặt size đấy cho em cho, chứ còn giờ đếch tai đâu, giờ nhí đây, chán rồi. Đẹp lắm, nói chung là cái size như vậy. Ôi trời ơi, còn có cái áo này đẹp này. Cánh rơi cho mẹ này. Phải cánh rơi không? Cho mẹ không? Để xem size này. Bà nào cánh rơi không này? Bà nào béo béo tròn tròn mặc để giấu bụng không này? Cánh rơi, cánh bọ, không biết con trai con size bao nhiêu đây? Size 150 bọ. Size 150. Cái loại nhỡ cỡ này bực mình nhá. 45 cân này, có mẹ nào 45 cân con cánh rơi này không này? Mới cứng luôn này. Mới cứng luôn nha, 45 cân là mang vừa này, ai lấy chốt cánh rơi đi. Em muốn xem size, em muốn xem nô gì, nô 4.000 cái gì. Con gái bao nhiêu cân? 13 cân đó chị ơi. Ôi trời ơi, con này đẹp quá này. Size 130 này, chị Nhung ơi, con này con nhà chị vừa này. Con này đẹp quá này. Ôi cái hình của nó cũng đẹp luôn. Từ đợi đợi chị một phút nữa. Chị Yến Trai Ni ơi, mai em chọn cho, mai em rảnh em chọn size 13 cân xong em chụp ảnh sang cho. Con này nhá, 25kg đổ xuống mang vừa má xe cho em này. 25kg đổ xuống mang vừa má xe này. Ui toàn con đẹp này. 25 cân đổ xuống mang vừa này. Rồi cái con này cũng là con xe tiếp này. Bạn nào lấy cái này chốt vàng cho em nha. Này, toàn 25 cân hơi bị đẹp luôn này. Quần nó đẹp. 25 cân đổ xuống mang vừa má cam này, cái kiện này nhá nó. Những con này là quần còn 25 cân. Quần đẹp. Con này hiệu Uniqlo này, 22 cân này. 22 cân này, số toàn cái đẹp thôi này. Đấy, toàn đồ đẹp thôi đây này, những cái của nợ size 22 25 cân nhỉ, toàn quần đẹp thôi mà hôm nay không có một khách nào 22 25 cân. Đấy, ai có nhu cầu đặt cái gì thì cứ nói nha. Mai em nhặt cho. Đấy cứ nhặt cái size bé ra để like nhá. Thôi cái con này yêu quá này. Ờ đây để chị cho xem. Đây cái con này yêu quá này mọi người ơi, nhìn này xinh chưa này. Con này 10 cân. À size 70 có 9 cân thôi. 9 cân mang vừa con này nhá. Ai lấy cái này chốt 9 cho em nhá. 9 cân ta mang vừa mã số 9. Còn toàn size đẹp, đúng hôm nay ế toàn size đẹp. Đây này, đẹp lắm ý, tôi thấy đẹp quá là đẹp luôn. Toàn con trai 22 cân cho đến 25kg, đẹp dã man liền luôn. Đây này. Đấy, đẹp chưa, dân chơi chưa. Này, đấy, xinh chưa. Ai có nhu cầu size 25 cân thì cứ bảo nha. Hôm mai là chụp úp nô hết. Thôi khoảng 500 con. Ôi trời ơi, này, con váy nữa này. Còn 500 con còn chứa này được. Toàn còn con dai mới để áo thun, mới áo nhỡ, nười. Có này size 101 này, nhưng mà form này 16 cân chắc không mặc được đâu. Con này chỉ tầm 14-15 cân thôi. 14-15 cân mang vừa con này nhá. Ai lấy cái này nhá, chốt hoa cho em nha. Chốt hoa cho em này. Đây chị cho xem, bác bật bóng điện ở bên ngoài này. Các bạn ấy không ấy. Má chín hết rồi. Đây chị bật bóng điện ở sân lên chị cho xem. Này, chip đùi này. Bỏ nó đi. 9 của chị Xuân Diệu nha. 9 rồi chị Xuân Diệu, mũ xanh hết rồi em ơi. Đây nha các bạn ơi, bạn nào có đơn thì inbox qua cho tớ chốt đơn nha. Con gái đẹp gì? Con gái đẹp rách em ném ra đây thôi. Đây nha, lô 4.000, chiều nay mấy người hỏi tớ nhưng mà tớ vẫn chưa xem tin nhắn, chẳng biết ai chốt chưa. Ôi trời ơi, 700 cái để ngoài sân, đây đợi tớ cái. Đây này rồi, một thằng cầm một thằng dơ. Tối này nhìn khó lắm này. Có đèn blast đấy, nhìn được. Được đây nha các bạn, nhìn có rõ không? Những cái này là cho thôi chứ không có tính tiền đâu. Đây nó nhỏ nhiều hơn này to nha các bạn nhá, size nhỏ nhiều hơn là size to, rất đẹp luôn nha các bạn nhá. Đây có gần cái những cái còn nguyên tem đây này, ném sừ nữa hết vào nô này, chiều đây ngồi nọc mỏi cả tay ra. Đây, này chip này là cho nha, không tính tiền những con đấy đâu, đếm hết rồi.
400 em nha. 427. À 700 em. Quên. 700 em rồi 400. Nhìn em. Có rõ không bạn ơi? Đấy. Nếu không rõ thì để nói mai rồi. Tôi đảm bảo với các bạn là lô này nhá, chắc chắn vào tay, nếu mà để người khác bán thì không bao giờ có giá 4.000 này đâu, em đảm bảo luôn đấy. Đọc sạch sẽ rồi, không có rách gì hết nha các bạn nha. Lô này bị ố không chị? Không, đừng có nói từ ố với chị ở đây nha. Riêng nhà chị bán không có ố ở đây đâu nha. Không dám khẳng định 100% cho em là đều 100% là không có ố, thỉnh thoảng có. Không may nó có những cái ấy, nó bị bén bẩn ấy. Nó bị bén bẩn 1.2 chấm ấy, nhưng mà nó là chấm nhỏ, chấm rất chi là mờ. Về khách có thể xử lý được thì chị vẫn để lại cho, nhưng mà rất ít luôn, gần như là không có đâu em ạ. Cái này nó lộn xộn hết nhá, sai nhí, sai nhỡ, sai thì có hết luôn. Bạn ơi, còn những tớ lọc ra những cái nào rách với những cái nào xù lông quá mới tớ vứt hết nhá, nhà tớ. Rồi, riêng 4.000 nhà tớ các bạn về chỉ việc bán xong là đóng hàng gửi cho khách thôi, chứ không cần phải làm một cái gì hết luôn, tớ đảm bảo luôn các bạn luôn. Ai mua lô này nhà tớ rất là cần làm biết rồi, tại vì thường tớ là thực ra là tớ muốn hạ luôn cho các bạn luôn, thì tớ để cho các bạn với giá như này thôi, chứ nếu mà để người khác người ta bán lô này không bao giờ có giá 4.000. Bạn Vi Kubi chốt à? Này, đẹp cực. Hay luôn. Là bạn nào Đinh Như Quỳnh này. Đây. Đấy, bà thích thì bà chốt. Em nói thật luôn. Đấy, nó đủ size. Đây này, còn nhé. Cái xếp trong này nhà em có phải hàng kia không? Đây, đây này, 1.000 nha em. Hàng 1.000 đây này. Đấy. Em nói đấy thật rồi. Với các bạn 1.000, còn lọc không có một cái rách nào cho các bạn luôn nha. Không chỉ có rách nhá, hàng 1.000 đấy. Chỉ là nó lộn xộn size thôi, kể cả 1.000 nha, cũng không phải có rách luôn. Chỉ là lộn xộn size thôi, đây này. Đấy, em xếp riêng nhé, ra hết. Đấy, xếp riêng hết ra. Không, đây không này. Phải đấy, là... 1.000 đây này, nó chỉ là xù lông này, với lại nó bẩn một tí này. Mới lại là nó xù ít thôi. Ít thôi chứ cái loại mà xù ấy em vứt đấy. Hết này trong bao hết là em vứt hết này, cái đống này nó vứt này này đấy, đọc vứt hết. 1.000 của các bạn đây, các bạn nhìn xem này, 1.000 của nhà em còn đọc kỹ như thế này thôi mà, nhưng mà cái hàng này khách chốt rồi, 1.000 này khách chốt rồi, các bạn mua hàng thì tớ không phải lo luôn đấy. Đây này xem đây. Bạn nào bạn ấy rồi đấy. Còn đây cho xem tí nữa đi, không lại kêu lại về lại bỏ ấy. Yên tâm đi này, em đọc kỹ rồi, không cần phải lo đâu. Đây này, có size 90 đây này. Nó không có size to đâu. Có, đúng không? Có, nhưng nó mà không 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 có nhiều vào. Cái kiện này ít lắm, ít size to lắm. Nó có kiểu gì thì nó chả có, kiện nào chả phải có cái size nhỡ đấy. Nhưng mà nói thật là size 130 và size 140 con trai là em bán hết rồi, không có đâu. Nếu mà cái kiện này để mà tìm con trai size 130, 140 là bán hết sạch rồi. Chiều nay cái hàng 1K kia có bạn nào lấy chưa? Lấy rồi, có người à, lấy rồi. Bạn Trang và anh bạn ấy hỏi. Có người lấy à, rồi. Đây. Đấy. Cứ về nhận hàng yên tâm đi. Hàng này em chỉ việc bán xong là em đóng cho khách thôi. Em không phải cạo xù là một này. Cái này là chip là tặng nhá. Cạo không phải cạo xù này, không phải làm, không phải sửa rách, sửa giết gì hết đâu. Không có luôn nha. Đấy. Đây, chỉ được bán thôi. Tại vì tớ kỹ tính lắm nên tớ lọc cẩn thận lắm, không phải lo đâu. Về thì được bán thôi đấy. Đấy. Nó đủ cái luôn nha, đủ size luôn, cái gì có hết nha. Này. Quần đẹp, quần. Đấy, quần đẹp ơi, đẹp như này cơ mà. Đấy, bà nào lấy thì cứ đi múc qua, có 2.8 cả cái lô. Này. Bụng mới kiện. Em nói thật là bằng gần một kiện hàng rồi đấy. Nếu mà là cái kiện mã 25L ấy thì là phải gần xích sắt một kiện rồi. Xích sắt một kiện rồi đấy. 700 con là gần một kiện rồi mà. Đúng rồi, kiện 25L nó là 25L gần kiện. Size nó to mà, thế nên ra là nó được ít cái. Này, đấy. Đẹp cực luôn. Đấy, bạn nào chốt? Để tí mẹ xem bạn nào lắm bạn, lắm bạn chốt rồi. Đây, đấy, bà nào tập bán tập tiếp gì nào khỏi mình nghĩ luôn này. Bà no, cái kiện này có 22 con Yukata đấy. Rồi các bạn xem hết, qua như chứ cũng chẳng xem được hết đâu, 700 cái rõ bao giờ mới hết. Nhưng mà tôi cứ cho xem qua đây, cả bên dưới đáy không lại có sau lại bảo là làm hàng ở trên mặt. Đây, màu mè này. Đấy. Đây. Không lại bảo là tớ làm hàng vật hết cả dưới lên luôn cho các bạn luôn. Đấy. Đấy.
Đúng rồi bạn ơi, nếu mà hàng này về bán cái giá đấy là ok, bởi vì trước em làm hàng này em biết mà. Bán bao tiền? Bán 10.000, 15.000 Hàng này 10-15 nghìn là hai quá nhận hàng còn ok. sớm quá. Thì qua nhà em nói thật, em làm hàng trái kỹ tính như nhà em luôn thật. Rồi. Các bạn mua kiện nhà em biết, nếu kiện bung còn không có cái rách nào luôn, nói thật khủ quá mới rách mới xù Không, lông. đấy là hàng thủ công. Ờ, Chứ còn còn phải hàng làm này hết. thì làm sao mà Không có nghĩa kiện bung hàng Hồng Kông, chứ còn kiện hè thì kể cả kiện bung em cũng không thể làm cho các bạn được, bởi vì là nó nhiều, nó tận 1.200 con. nhưng mà cái này thì em đã lọc từng con một rồi thì đâm ra là các bạn không phải lo về chỉ việc bán thôi, ở đâu cũng có lưu chẳng hết được hàng rồi nhá, không phải xem nữa đâu, em nói thật với các Đấy, cái bạn cho dễ trên chịu dưới đi, màu này, không phải lo đâu đấy, màu màu mè như này mè sặc sỡ như này sợ. chứ không phải tối. Nói thật luôn là cái kiện này con trai mà size to to là không có đâu, em chiều nay em đã lọc 30 con size to, lấy 30 con size to ở đây ra cho khách rồi ơi, 30 con size 25 cân con trai ấy, Sơ 25 mi đẹp 30 rồi. cân đấy, 35 cân đấy là lấy đi cho khách rồi, bán cho khách rồi. Thật ra không có đâu. Có con gái thì còn có size nhỡ nhỡ tầm đấy thôi, còn con trai chắc không còn đâu. May ra thì còn. Nhanh chỉ đến 22 cân thôi. Nè, hàng nó đều như thế hết rồi, Đây. trên Đây dưới nói chung rất là nó như hàng. nhau hết thôi, trên nó cũng thế, dưới nó cũng thế rồi. Nhảy cho các bạn mỗi chỗ một tí này. Thôi, không phải là phải Nè, xem rồi xem các bạn. nào, nhiều bạn ấy chứ. Thế hút nó vào. Ôi, cái xe kia mình vứt được cổng rồi, vứt quên được Ơ, thế không? là tôi Không. chịu anh, tôi bây giờ nhà có xe máy, bây giờ vứt xe máy đi đâu, khóa cổng suốt từ tối đến giờ như thế này mà xe máy để đâu bây giờ không nhớ, tôi chịu ông rồi. Anh vứt cái gì? Mới giờ Không mở rồi. cửa ra mà nhìn xem xe đâu, lại vứt ở ngoài cổng, lại để quên xe ở cổng. Ơi. Cổng không có, gọi điện Cái không gì, có. sao em đã chuyển khoản rồi anh, sao nhanh thế? Ờ rồi ok em nha. Rồi ok nha, tớ nghỉ nai nha mọi người nha, tớ nghỉ nai nha. Bye bye mọi người nha. Ờ rồi ok em, thế chị nghỉ xong chị check cho.